Rất vui khi anh em đã quay trở lại với những trận đánh hay cộng đồng Việt Nam. Loạt video này bị giảm sút về số lượng do nhiều anh em cũng chưa gửi reply về cho mình trong tháng vừa rồi. Ngoài ra thì mình phải lấy ở trên cái mục chiến tích trên Discord. Và bây giờ hãy cùng mình theo dõi hai trận đấu mà anh em gửi trên Discord nhé. Đầu tiên là của bác Pen Kai trên chiếc EBR105 bản đồ Redshine. Trận đấu công thủ, bác ấy ở đội thủ cho nên mình nghĩ rằng sẽ gặp một cái bất lợi lớn là về bản đồ. Vì sao lại như vậy? Mình nói rồi, bản đồ Redshine chế độ công thủ ở bên đội thủ sẽ bị kẻ địch chiếm được khoảng 2/3 bản đồ ngay từ đầu. Và việc của bác Pen Kai ngay bây giờ đó chính là đi soi kẻ địch để xem họ tấn công hướng nào. Tuy là cái căn cứ này thủ nó hơi bị hẹp một chút nhưng bên đội công khá là khó khăn để vào đấy. Mình đã nói cái vấn đề này từ trước rồi. Bởi vì ấy, đội thủ chỉ cần mất một trong hai cánh trên hoặc dưới thôi thì sẽ rất là khó để thủ kẻ địch có thể làm thế gọng kìm. Nhưng nếu như đội thủ chấn giữ được hai cái vị trí trên và dưới thì cứ thoải mái bắn vào vùng trung tâm thôi. Đó là lợi thế của đội thủ chờ kẻ địch vào. Còn đội công thì sao? Lợi thế của đội công là áp sát vào trong căn cứ nhanh. Nói thật với anh em là mình chơi rất là nhiều chế độ công thủ rồi, bản đồ công thủ rồi, thì ở bản đồ Redshine ấy là cái chế độ mà kẻ địch có thể vào trong căn cứ ngay và luôn, cực kỳ nhanh luôn. Được rồi, tạm thời khởi động trận đấu, ba cái soi được khoảng 2.000 thiệt hại hỗ trợ rồi, không phải là con số quá tệ với việc bị ép bản đồ như thế này. Bên địch có vẻ như muốn tấn công cánh Lai Ca nhiều hơn là cánh Lai A. Bên mình đã sẵn sàng thủ hai vị trí rồi. Ui, mau đi cánh Lai Ca này anh em. Thế này thì bên địch vào làm sao được. Ngoài ra thì cái replay hay bị lỗi anh em ạ. Wow, một pha đảo ở vị trí G4, G5. Ba pháo chống tăng cùng với chiếc FV215B đứng ở đây bắn tỉa vào cánh Laika. Rất nhiều kẻ địch. Được đấy. Trận đấu này bên địch ép sai nhanh thật. Cứ thoải mái thôi. Bay đang cố gắng đảo để xem tất cả những kẻ địch đang ở đâu. Bên địch thì lộ được hết khoảng 3/4 người rồi. Chỉ còn khoảng vài chiếc xe như là FV105 hay IS4 thì chưa lộ thôi. Theo mình thấy thì bác ấy luôn luôn di chuyển từ cánh này sang cánh khác. Bởi vì bác ấy là con mắt duy nhất trong đội. Bên địch cũng có chiếc EBR. Bác ấy muốn di chuyển liên tục để không cho chiếc EBR bên đội địch ép sai bên đội mình. Đó là một cái kỹ năng tốt khi mà chơi EBR đấy. Dạo này replay từ bản 1.17.1 trở lên nó hay bị lỗi âm thanh động cơ anh em ạ. Ngoài ra còn lỗi cả xích không di chuyển nữa, bánh xe không lăn nữa, buồn cười thật đấy. Cho nên anh em hy vọng thông cảm xem video này không nghe tiếng động cơ, chỉ nghe được tiếng súng với lại vài tiếng âm thanh môi trường thôi. Thêm một lần nữa, bác ấy đảo ở cái cánh này và nhìn thấy chiếc EBR đang cắm ở bụi luôn ạ. Hay quá nhở. Ui, không may bác ấy đâm vào đá rồi. IS4 đang đi giữa đồng đội có thể bắn được không? IS4 đang bị chịu thiệt hại rất nhiều. Được cái chứ. Anh ta mất 2 phát 700 rồi. Nhìn hai luôn rồi. Còn 700 máu. Hay, tiêu diệt chiếc IS4 ngang hông luôn với đạn ABCR. Phát vừa rồi bác ấy ngắm tốt với chứ. Bởi vì giáp của IS4 không phải là dạng xoàng đâu. Mà bác ấy bắn ngang hông như vậy mà xuyên thì ngon. Bởi vì độ xuyên của EBR ấy là một trong những cái độ xuyên kém nhất game cấp 10 mà. Tăng hạng nhẹ kém nhất ấy. Rồi, tiếp tục đảo nào. Lâu rồi mình không thấy anh em gửi replay về chiếc EBR. Nay được xem EBR chạy thì cũng sướng, sướng mắt. Lợi thế bên mình 2-1. Bên đội địch còn bỏ cánh trên cơ. Cánh dưới thì họ cũng không công được. Với cái tình thế như thế này, đội địch sẽ rất là khó khăn để công vào trong căn cứ khi mà tạo cái thế gọng kìm kẹp họ lại. Bác ấy không đi lên phát vừa rồi là bác ấy chờ cho chiếc EBR chạy xa ra một chút để bác ấy soi đám TD còn lại ở đây. Đó là một cái kỹ năng tốt đấy chứ. T57 UAV. Hay. Chúng T57 UAV cháy luôn. Nhưng anh ta cũng đã chữa cháy tự động rồi. Tiếp tục chạy nào. Chưa lộ. Bác ấy chưa lộ vị trí đâu. Chỉ là bắn thôi. Tiếp tục bắn T57 UAV chăng. Ngon luôn. Chạy thoát. Hay. Grine bên đội địch có ý định xông lên để tiêu diệt bác ấy sao ấy. Nhưng mà anh ta cũng đã bay màu. Phá chúng tăng bên mình ở nhà bắn hỗ trợ. Tuyệt vời phết. Tiếp tục đào nào. Bên địch chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi. Nếu không công vào thì sẽ thua. Chế độ đôi công là vậy anh em ạ. Chế độ công thủ là vậy. Tiếp tục chạy lên đảo. Được rồi. Mình không biết cách lái của bác Ben Kai là như thế nào. Nhưng với mình khi mà mình chơi chiếc EBR này, anh em muốn cua gắt ấy, thì anh em hãy nhả cái số ga ra.
Có nghĩa là anh em không ấn chữ W nữa hoặc là không ấn số R nữa, anh em sẽ ấn A hoặc D để cua gắt một cái, sau đó tiếp tục ấn W để chạy tiếp. Đó là cách mà mình cua gắt trên chiếc EVR-105. Còn nếu như... Ủa ơi, tôi vừa nhìn thấy một viên đạn thứ 261 ở vị trí A7 anh em ạ. Sợ thật ý. Phát đấy mà trúng người bác EVR thì thôi xác định luôn là về gara mất, bởi vì nó bắn trực diện mà. Sợ thật ý. Rồi, nói tiếp về cách lái chiếc EVR-105 này. Do chiếc xe này là tăng bánh nốt, nó không thể xoay xe tại một vị trí được, mà nó sẽ đi đường tròn, đi một vòng tròn để có thể cua, để có thể quay xe lại. Cho nên lái EVR là một trong những loại xe khó chơi nhá, khó chơi, khó di chuyển trong game này. Nhiều anh em cứ nghĩ rằng chơi tăng bánh nốt là dễ trong game này á. Không, nói thật, tăng hạng nhẹ bánh nốt là cái dòng tăng hạng nhẹ khó chơi nhất đấy. Nó bị giới hạn tầm nhìn. Anh em nhìn trên bản đồ con, cái tầm nhìn của bác ấy không chạm điểm trắng, buộc bác ấy phải chạy rất là gần kẻ địch để soi thấy họ. Hay, bác ấy vừa soi được chiếc E3, hưởng thêm thiệt hại từ E4 bên mình bắn vào. E3 đang đứng giữa đồng này. Chắc anh ta muốn đi về thủ. Bây giờ đội công trở thành đội thủ rồi anh em ạ. EVR bên đội địch vừa xông vào, bên mình vừa bay màu FV405. Bác ấy muốn bắt chiếc EVR chăng? Mình quên không bật cái vòng tròn 50m cho anh em. Cái vòng tròn 50m trên bản đồ ấy, hình như bác ấy tắt hay sao ấy. Tỷ số bây giờ là 6-5 rồi. Lãi 4k5 máu, bên địch gặp bất lợi cực kỳ luôn. Hai cánh bên mình thủ chắc quá, đến nỗi bây giờ chuyển thành đội công rồi anh em ạ. Quay trở lại với chiếc EVR-105 nói riêng và dòng bánh nốp nói chung, thì chúng nó có cái độ ẩn giấu tốt để chúng ta chạy sát kẻ địch. Nhưng bù lại, giáp giấy này, nói thật nhá, tăng hạng nhẹ hầu hết đều giáp giấy trừ đám Stalinium thôi, thì nó còn cao cao, còn mạnh mạnh. Chứ đám EBR hay đám AMX thì nó đều giấy cả thôi. Nhưng anh em lưu ý cho mình này, EBR-105 là một trong những loại xe khá là nhỏ gọn, và nó có 8 cái bánh nốp, tượng trưng cho 8 cái khiên anh em ạ. Anh em biết truyền kỳ khiên Captain America chưa? Vâng, trên chiếc EBR này đó, nó còn cứng hơn cả mặt của Mau và E3, khi mà có thể chặn được đạn hit, đạn hết của FV-405 nữa cơ. Thế nó mới đỉnh chứ. Lưu ý cho mình nói vậy chỉ là vui thôi, bởi vì anh em cứ nghĩ rằng mấy cái bánh nốt ấy thực sự chặn không. Nhiều khi đạn AP là đạn ABCR ấy, nó vẫn bắn xuyên vào trong xe của anh em được. Do cái xe này nó nhỏ gọn nên là kẻ địch bắn nhiều khi không trúng giáp, lý do là như vậy. Quay trở lại với trận đấu nào. Bác ấy vẫn đang cố gắng đảo xung quanh đây, bác ấy vẫn chưa chạy ra khỏi vị trí nhà đâu. Cũng dễ hiểu mà, bên mình vẫn chưa vào các vị trí bắn tỉa tốt nhất. Và bây giờ phát vừa rồi trúng chiếc FV-405 nhưng không gây thiệt hại. Khá là thú vị đấy. Vẫn chưa thể chủ quan được đâu anh em ơi, còn 2 phút. Bác ấy đang chạy ra để bắn chiếc Zeger chắc? Không, bác ấy vẫn quay lại. Bác ấy đang tìm xem cái góc nào là tốt nhất, bởi vì bác ấy cũng đang muốn tiêu diệt chiếc EVR bên đội địch mà. Rồi, FV đã bay màu. Thế nào bởi Hiovi và EVR vẫn đang ở dưới này. Kia rồi, phá ở vị trí A7. Tiêu diệt được 261 không? Trận đấu chỉ còn 2 phút thôi. M60 vừa tiêu diệt chiếc VZ55 bên mình. Bác ấy đang chạy ra để soi những kẻ địch còn lại. Zeger trước mắt. Bác ấy vừa bắn xuyên chiếc T57 Hiovi mà không cần nhìn. Và bánh xe của bác ấy vừa chặn một viên đạn hit từ chiếc M60. T57 Hiovi vừa bay màu. Bác ấy soi được hơn 10.000 thiệt hại rồi. E3 trước mặt. Zeger bên trái. Tiếp tục chạy nào. Zeger vừa bay màu luôn. Ăn được thêm 400 thiệt hại hỗ trợ. Bác ấy chạy tốt đấy chứ. Lâu lắm rồi mình mới thấy tăng hạng nhẹ chạy bản đồ red side tốt như thế này, đặc biệt là chế độ công thủ. Thường thường công thủ ấy, tăng hạng nhẹ bên đội thủ sẽ rất là khó khăn để đi soi kẻ địch, bởi vì họ đã áp sát hết vào trong căn cứ rồi. Nhưng với bác ấy thì không thành vấn đề. Bác ấy chạy rất là bình tĩnh thôi, cứ chạy xung quanh cái đồi đấy. Mỗi lần nhô lên dùng vòng tròn 50m để soi kẻ địch, sau đó lại chạy xuống, hoặc thi thoảng cắn lén kẻ địch một cái rồi chạy. Đó cũng là một cách chơi trên chiếc EBR này. Một phút cuối cùng, bên địch chỉ còn 3 người thôi. M60 vừa bay luôn. Bác ấy sẽ đối đầu với chiếc EBR chăng? Không còn gì để mất. Tấn công nào. Rồi, trượt rồi. Hai người quần nhau rồi, quần nhau rồi. Hai EBR quần nhau. Ồ, lại không đâm. Hai người cua gắt nên là không đâm với nhau. Đó, bác ấy chặn thêm một viên đạn hit nữa từ chiếc EBR. Đúng là khiến cắt từ America, và bác ấy vừa khóa mục tiêu bắn trượt. Đâm, hay quá. Hỏng bánh nốt nhau rồi, hỏng bánh nốt nhau rồi. Anh ta đã bắn xuyên, anh ta đã phải chuyển sang đạn ABCR để bắn. Bay ngắm bằng tay. Trúng luôn rồi, 500 máu từ đạn nổ. Tuyệt vời. Hay quá nhở.
Nhưng cuối cùng thì bác ấy vẫn bị tiêu diệt bởi chiếc MR bên đội địch. Tất nhiên rồi, tên là 7 Hiovi vừa trả thù cho bác ấy. Trận đấu kết thúc ở phút cuối cùng, bên đội địch không thể công vào được trong nhà. Và đó, anh em thấy đấy, tuy là đội thủ thôi, mất 2/3 bản đồ ban đầu, nhưng nếu thủ chắc hai cánh cùng với việc mà có tăng hạng nhẹ soi liên tục ở vùng trung tâm thì bên mình sẽ có một cái góc bắn tuyệt vời. Nói thật thì hai bản đồ mới được thêm chế độ công thủ vào là Step Back và Red Side đều rất khó cho đội công. Nó tương tự nhau về việc là phải chiếm được một trong hai cánh thì mới có thể thọc vào trong căn cứ bên địch. Nhưng nếu như không chiếm được một trong hai cánh thì xác định luôn đội phòng thủ sẽ trở thành đội công, làm thế gọng kìm vào đội tấn công ở vùng trung tâm. Rồi, sang trận đấu tiếp theo nào. Trận đấu tiếp theo của bác Mustang Thiên trên chiếc TI9 ở bản đồ Pure River. Nói thật với anh em thì chiếc xe này sắp bị chặt thông số và mình thấy buồn cho nó. TI9 không phải quá broken hay ốp đâu. Nó thực sự vẫn có nhiều điểm yếu, nhiều anh em cũng chưa thuần được nó. Nhưng nó thực sự là dễ chơi ở cấp thấp, đặc biệt là cấp 7 với cái tháp pháo gọi là kim cương anh em ạ, tháp pháo kim cương. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì cái tháp pháo này nhá, có thể dày lên tới 270 cho đến hơn 300mm. Và ở cấp 6, cấp 7, có bao nhiêu chiếc xe đục được đầu của chiếc TI9? Chắc chắn chủ yếu là những khẩu pháo 120mm, cỡ nòng gấp 3, nghĩa là hơn gấp 3 đấy, để đục chán chiếc TI9 này thôi. Còn lại thì xác định luôn, nảy đạn giáp không bị xuyên, hoặc phải sử dụng đạn hít bắn vào hai bên má, hoặc là bắn ngang hông thì may ra mới xuyên được chiếc TI9 này. Nhưng bù lại, TI9 đi chậm này, khẩu pháo nạp đạn cũng không nhanh so với 320 sát thương này. Độ ổn định nòng pháo cũng chưa chắc là thuộc loại đỉnh ở cấp 7. Sắp tới cũng bị giảm đi nữa cơ. Bây giờ này, anh em thấy này, đối đầu với chiếc Uni, bác Mustang phải sử dụng đạn ABCR mới có thể bắn xuyên được chiếc Uni. Hay quá, một phát đạn trúng cục U. Nói thật với anh em thì không nhất thiết phải sử dụng đạn vàng để bắn vào chiếc Uni, nhưng bác ấy dám chắc, bác ấy muốn chắc chắn rằng là ăn chiếc Uni ngay và luôn thì sử dụng đạn vàng là cách nhanh nhất rồi. Hay quá. Ôi, bên địch tấn công bên này nhiều thế. VK xông vào này, anh ta đang chạy ngang hông để tiêu diệt bác Mustang. Tiêu diệt trước VK trước hay là Uni trước đây? À, anh ta sử dụng nòng pháo stock, vậy cũng không cần đáng lo đâu anh em. Có vẻ như bác ấy đang phải chống lại rất nhiều kẻ địch ở đây. Vừa tiêu diệt trước VK, Uni đang ở trước mặt, 45TB đang xông lên. Uni đang tận dụng xác của Su-100 để che chắn. Không xuyên rồi. Pha vừa rồi nên ngắm vào cục U. Anh ta vẫn chưa hạ nòng bắn được bác ấy đâu, bởi vì chiếc Uni khá là cao, hạ nòng cũng không tốt cho lắm. Hay. Wow. Anh ta sử dụng khẩu pháo 15cm. 45TB đang xông vào. Bác ấy lựa chọn bắn 45TB trước. Không kịp giải cứu chiếc VZ44 rồi. Và bây giờ trước mặt bác ấy có 4 kẻ địch T-78 vừa chạy sang hỗ trợ. Bác ấy bỏ cho chiếc 45TB chăng? Hay quá, quay sang tiêu diệt chiếc 45TB. Và bây giờ là Uni. Uni đang đẩy xuống, khẩu pháo 15cm, chuẩn bị đục đầu bác ấy được không? Anh ta vẫn chưa hạ nòng. Hay. Uni sắp bị bay màu và anh ta vừa bắn trượt. 40TB đang ở bên trái. Anh ta đang xông vào. Rồi xong. T-78, đồng đội duy nhất hỗ trợ bác ấy đã bay màu. Bác ấy đang phải đối đầu với chiếc Uni KV-2 và 40TB. Bác ấy đang bị chiếc Uni đâm. Bác ấy có thể làm gì được nữa không? Lại thêm một phát đạn nữa, không xuyên được chiếc Uni. 40TB bắn xuyên bác ấy rồi, KV-2 đang đi ra. Chắc chắn anh ta vừa làm đạn xong. Tiêu diệt chiếc Uni nhanh vào luôn nào. Đây rồi, cuối cùng Uni đã bay màu. KV-2 đang ở trước mặt, anh ta bắn xuống đất. 40TB bắn xuyên bác ấy. Anh ta đang sử dụng đạn vàng. Trận đấu thực sự là kịch tính ở cánh Lai 89. Bây giờ thì 40TB bác ấy sẽ sử dụng cái mô đất này để hun đao kẻ địch. Bọn họ đang rút chạy rồi. Bọn họ không thể bắn xuyên được tháp pháo của chiếc TI9 cho nên họ đã rút chạy. Một pha snapshot khá tốt vào chiếc 40TB. Bên mình thì vùng trung tâm đang bị chiếc IS cùng với chiếc Skoda TI5 dồn. Cánh 1-2 thì không biết có kiểm soát được không. À, căng thẳng thật đấy. Chỉ trong khoảng chưa đầy 5 phút chiến đấu bác ấy bắn được gần 4.000 sát thương, chống cự lại tận 4-5 kẻ địch ở vị trí này. Wow, căng thật. Vùng trung tâm sắp bay rồi anh em. Và KV-2 đang đi ra. Anh ta quyết tâm ăn được T29. Hay quá. Quay trở lại bắn chiếc KV-2 nào. Nùi nhanh, nùi nhanh. Anh ta mà sử dụng đạn vàng sẽ có thể bắn xuyên được phần gầm của chiếc T29. Anh ta chưa hạ nòng đâu. Vẫn còn 354 sát thương. 40TB ở đằng sau, bác ấy không lùi lại. Bác ấy đang tấn công. KV-2 đâm vào KV-2, không tiêu diệt được anh ta, còn 13 máu.
Bai đang đưa khẩu pháo của mình lên để che chắn khẩu pháo của chiếc KV-2. Và anh ta sử dụng đạn AB bắn công xuyên tháp pháo của chiếc T29. Và bây giờ bác ấy sẽ quay trở lại để tiêu diệt chiếc 40TB. Căng thẳng thật chứ. Mình cứ tưởng rằng bác Mustang đã bay bầu rồi cơ. 6 mạng Top Gun. Và bây giờ bên mình đã có lợi thế rất lớn rồi. Vùng trung tâm cũng đã giải quyết xong. Bên địch còn 2 pháo chống tăng cùng với pháo tự hành. Excalibur vừa tiêu diệt chiếc Nason bên mình. Bên kia chỉ còn chiếc STMU. Hay quá, pháo vừa bay bầu. STMU có chạy thoát được không? Mình nghĩ chiếc STMU có độ linh hoạt kém. Nếu như đồng đội không đến kịp thì khả năng cao EMU có thể sẽ bay bầu. Trận đấu này căng thẳng thật. Bay chống cự cánh 89 gần như là một mình em ạ. Bởi vì đồng đội bên mình bay rất là nhanh ở cánh đấy. Có chiếc VZ-14 thì chống cự được một chút. T-78 thì bị chiếc KV-2 cho một phát bay bầu. Wow. Được. Để xem là bao nhiêu nốt đạn rồi nào. Đấy, trên thân này, 1, 2, 3, 4. À, cái viên đạn cuối cùng mà chiếc KV-2 bắn gần như là có thể đục được chán chiếc T29 rồi. Nếu như anh em không biết thì khẩu pháo của chiếc KV-2 là 152mm. Anh ta không cần độ xuyên tốt nhất để có thể đục được cái phần chán của chiếc T29. Cỡ nòng gấp 3 mà anh em. Thực ra chính xác là hơn gấp 3, nhưng mình muốn nói tắt là cỡ nòng gấp 3. Anh em nên học cái lý thuyết cỡ nòng gấp 3 ở cái wiki nhá. Hoặc là xem video làm sao để xuyên giáp kẻ địch. Mình cũng đã nói rồi. Tiếp theo nào, cố lên. Hay. Bên địch chỉ còn chiếc IKV thôi. STMU vẫn chống cự được anh em ạ. Wow. Một trong những trận đấu mà mình cảm thấy rằng căng thẳng ở một khoảng thời gian ngắn. Chỉ trong khoảng 3 phút thôi mà thời gian nó căng thẳng kinh khủng. Trước mặt bác ấy là chiếc IKV. Anh ta đang chạy xuống đây chăng? Chuẩn bị bắn chiếc IKV nào. Cứ bình tĩnh thôi. Trận đấu có thể thắng rồi. Che chắn. Anh ta đã bắn xuyên. Một phát slap shot khá tốt. IKV còn 400 máu. Bác ấy cũng còn 400 máu. Đồng đội đang đi đằng sau rồi. Anh ta đang chạy ra để tấn công kìa. Chắc gì anh ta đã hạ nòng bắn được tháp pháo của chiếc T29. Bác ấy chuyển sang đạn nổ. Wow. Sử dụng trực giác. Hay. 439 sát thương với chiếc IKV. Anh ta bắn vào xích của bác ấy. Cuối cùng FV304 đã tiêu diệt chiếc IKV. Nói thật, trận đấu này không phải là trận đấu tốt nhất mà mình từng xem trên chiếc T29. Nó cũng không phải là trận đấu nhiều sát thương nhất. Chỉ có 5.700 sát thương thôi. Thường thường thì mình có xem một vài video về cấp 7 có thể bắn được 6 đến 7.000 sát thương. Nhưng mình phải nói thật với anh em, bác ấy xử lý rất là nhanh nhạy. Biết lúc nào di chuyển, biết lúc nào dừng lại để không bị kẻ địch thọc ở đằng sau ở cánh 89. Bác ấy một mình chống cự lại 2-3 kẻ địch. Đặc biệt là khi bị chiếc Oni đâm vào như thế. Mình nói thật với anh em nhé, nhiều người chơi ấy bị kẻ địch đâm vào cũng rất là rối khi mà không biết bắn vào đâu kẻ địch. Nhưng bác ấy rất là bình tĩnh. Bắn xong chiếc Oni, bác ấy zoom camera ra để xem những kẻ địch khác đang ở đâu để còn né đạn anh em ạ. Và cuối cùng mang về chiến thắng cho đồng đội. Nếu như không có bác ấy chống cự ở cánh 89, mình nghĩ rằng đồng đội bên mình sẽ không kiểm soát được vùng trung tâm hoặc sẽ bị kẻ địch thọc lên nha. Rồi, quay trở về gara nào. Trận đấu EBR của bác Ben Kai bản đồ Redside bắn được gần 3.000 sát thương, soi được hơn 11.000 thiệt hại hỗ trợ, lấy được M lần đầu và huy hiệu Patrol Duty. Chúc mừng bác Ben Kai. Bản đồ Redside là một trong những bản đồ rất là khó soi cho tăng hạng nhẹ đấy. Mình cũng ăn hành rất là nhiều bản đồ này và đa số mình soi chắc là mắc nhất tầm 7-9.000 thôi. Đó, 1.300 kinh nghiệm gốc này bằng với số máu của chiếc EBR. Chúc mừng bác Ben Kai. Trận đấu T29 của Mustang Thiên ở bản đồ Pearl River bắn được gần 6.000 sát thương, lấy được Top Gun, High Caliber và M. Điểm đội 1.929 kinh nghiệm gốc, gấp 2 lần người đứng thứ 2. Và có thể thấy rằng Mustang Thiên đã chống cự kiên cường ở cánh đấy, có thể cầm cự cho đồng đội đến giải cứu hoặc những cánh khác tấn công kẻ địch. Tuyệt vời, xử lý tình huống nhanh nhạy đấy. Cảm ơn hai anh em đã gửi replay về cho mình và hy vọng những anh em khác cũng như vậy nhé. Cũng chiến đấu thật là tốt, cũng có những replay hay, những xử lý tốt và gửi về cho mình để có thể tiếp tục cái loạt cộng đồng World Việt Nam này. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye!